Đây là tòa nhà La Mốt nè mọi người. Nào mà em đi hướng cầu Sài Gòn phía đây là tuyến metro nè. Hôm nay bọc kính hết rồi, đẹp rồi. Chỗ này người ta giải tỏa hết rồi nè, hồi trước ngay chỗ khu vực này nhà nhiều lắm, từ hồi mà làm metro rồi giải tỏa rồi cọc cỏ rồi sập đẹp.